Rồi xăng tăng mạnh quá, mình mua xe nào để chạy cho tiết kiệm xăng. Rồi chào mọi người nha, thì hôm nay Hiếu lại tiếp tục với mọi người những cái mẫu xe tay ga của Honda Việt Nam. Và đặc biệt hôm nay Hiếu sẽ giới thiệu cho các anh chị em mình cái mẫu xe. Rồi và trước mặt mọi người đây đó là mẫu Honda Vision. Hôm nay thì cũng ngày 26 tháng 9, nó gần cuối tháng 9. Giá Vision nó đang có giá rất là tốt luôn. Và đặc biệt clip hôm nay Hiếu sẽ cập nhật giá cả nè, những cái chương trình khuyến mãi và cái mốc trả góp, trả trước bao nhiêu tiền để cho các anh chị em mình cùng tham khảo những cái màu sắc để mình đưa ra quyết định và lấy trong thời gian này là có giá tốt luôn nha. Và các anh chị em nào đang ở khu vực Trà Vinh, mình cứ để lại số điện thoại hoặc là cứ ghé trực tiếp hết thành Hiếu để mình xem xe cũng như là nhận một cái giá ưu đãi từ Hiếu nha. Rồi để đi sâu về con Vision này thì hôm nay Hiếu có một cái con xe vừa mới sơn độ lại màu trắng đen mà có thêm chút xíu hoa văn nữa. Đó là màu trắng đen phiên bản này là bản thể thao luôn nha, Hiếu sơn lại. Cái con bản thể thao hôm nay thì nó sẽ màu zin của nó sẽ có màu xám xi măng. Màu xám xi măng là các chị em, các em gái mình đang tìm cũng khá là nhiều nè. Màu xám xi măng, màu đen nhám là phiên bản thể thao bánh lớn. Đó, bánh 16 inch nha các anh chị. Bánh 16 inch. Rồi bên cạnh đó là sẽ có cái phiên bản cổ điển là màu xanh rêu và màu vàng đen. Đó cũng là bánh lớn luôn. Còn cái màu trắng đen này là cái màu sơn lại của Hiếu vừa mới sơn lại. Nó có tem có họa tiết chút xíu. Và các chị em nào hiện tại muốn mua dòng Vision mà những cái màu zin mà mình không thích á, mình muốn sơn lại màu nào thì bên Hiếu có sơn lại theo yêu cầu cho mình luôn nha. Và cái giá tiền thì mình sẽ cộng thêm khoảng tầm 2-3 triệu. Và bên Hiếu sẽ hỗ trợ cho mình là ra cái cạc quẹt xe y chang như cái màu mà mình sơn lại luôn. Mình muốn sơn màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím gì bên Hiếu có nhận hết. Rồi và giá hôm nay thì ở cái bản thể thao là có giá khoảng tầm 38 triệu. Đối với phiên bản thể thao này đã có thuế VAT cho mình rồi đầy đủ hết nha. Lên tới cái bản cổ điển là 38.500.000, là bản cổ điển màu xanh rêu và màu vàng đen bánh lớn như thế này. Đó, ở cái bản bánh lớn này thì có chị em nào mà có dáng hơi cao cao chút xíu, cao trên 1m55 thì mình lấy cái bản thể thao này chạy rất là đẹp luôn nha. Nó cái bánh trước nó lớn á, mình chạy thì thành ra cái chiều cao nó sẽ cao, nó có thể là bằng cái chiều cao của con SH Mod. Rồi tiếp theo đó là màu đỏ. Màu đỏ này thì phiên bản cao cấp nó sẽ có hai màu là màu trắng và màu đỏ nha, khóa thông minh luôn, khóa smart key luôn cho mình nha, chứ không phải là khóa cường nha. Đó, màu đỏ và màu trắng, màu zin của nó là khóa thông minh cho mình luôn. Và hôm nay nó chỉ có 33.500.000 nha các anh chị. Đó, màu trắng và màu đỏ chỉ có 33.500.000 đối với phiên bản cao cấp. Thì từ cái phiên bản cao cấp, phiên bản đặc biệt màu xanh rêu. Rồi còn cái bản cao cấp và cái bản đặc biệt thì cái bánh trước với cái bánh sau nó bằng nhau, nó có 14 inch thôi thì thành ra nó nhỏ. Các chị em nào mà có chiều cao khiêm tốn thì mình lấy những cái bản này. Giá cái phiên bản đặc biệt thì hôm nay nó khoảng tầm 34.500 nha các anh chị. Đó, bản đặc biệt thì màu xanh nhám nó khoảng 34.500. Và rẻ nhất hôm nay chỉ có màu đen bóng là khóa cơ, khóa chìa khóa bình thường á. Màu đen bóng là nó chỉ có 32.500 nha. Thì mấy hôm nay thì con Vision nó chỉ dao động giá khoảng từ 38.500 đổ lại thôi là bản mắc nhất. Còn bản rẻ nhất là 32.500. Giá rất là tốt trong cuối tháng 9 này. Các anh chị nào đang thích cái màu nào đó, mình cứ ghé trực tiếp hết để mình xem. Ngoài ra thì mình mua xe mấy hôm nay thì Vision nó sẽ được còn tặng những cái phần quà như thế này, là một cặp nón bảo hiểm bằng tư đầu với cái thẻ cào trị giá 500k, hoặc là một cái đồng hồ Samsung Galaxy Fit 3, hoặc là một cái cục sạc dự phòng Samsung nha. Một trong ba món quà này thì các chị em nào thích cái món nào mình nhận cái món đó. Đó thì khi mà mua Vision. Và điều đặc biệt hơn là hôm nay thì cái giá xăng nó cũng tăng rồi, mà mình chọn cái dòng tay ga nào mà cho nó tiết kiệm xăng tốt quá thì lấy ngay cái con Vision này cũng được nha. Đó, giảm nhán năng lượng đó nè. 1,85 lít trên 100 cây, con này chạy 110 phân khối mà nói chung thì tiết kiệm xăng cũng khá tốt đó, chị em mình chạy là ngon lành luôn nha. Rồi tiếp đến đó là về chương trình trả góp, thì đối với Vision này các chị em mình trả trước cho Hiếu tối thiểu khoảng từ 6 triệu là được nha. Trả trước tối thiểu là 6 triệu, đó là có nhận xe được rồi, có căn cứ công dân lên hồ sơ 15 phút là duyệt ngay. Nhưng mà có chị em nào bị, có anh chị em nào bị nợ xấu thì mình mua tiền mặt là ok luôn nha. Rồi quay trở lại tới cái bảng màu sơn độ, Hiếu xin nhắc lại là sẽ sơn lại theo yêu cầu các quý anh chị mình luôn. Mình thích cái màu nào cũng sơn lại được hết, và cái thời gian sơn nó sẽ mất khoảng tầm 5-6 ngày. Và cái màu thì sẽ được bảo hành cho mình là 2 năm nha. Mấy cái màu mà sơn lại này sẽ được bảo hành 2 năm. Nó rõ ràng nha, còn thích màu zin thì mình lấy màu zin này thì nó sẽ có chế độ bảo hành 3 năm 30.000 cây số trên toàn quốc tùy theo cái điều kiện nào nó đến trước. Đó là theo quy định của Honda luôn. Đó là về dòng Vision. Thì mấy hôm nay là bữa nay 26 ha, gần hết tháng 9 này thì cái chương trình mà khuyến mãi tặng thẻ cào với cái nón đó nó cũng hết. Cho nên các anh chị em nào đang thích cái dòng Vision này cứ ghé trực tiếp hết để xem xe mà mình lấy trong thời gian này, có giá rất là tốt, rất là xịn luôn nha. Rồi ok, clip Hiếu thì gói gọn trong bao nhiêu thôi, là về giá cả xe nè, mốc trả góp tối thiểu nè, rồi những cái chương trình khuyến mãi trong cuối tháng 9 này.
anh chị cần tư vấn chi tiết màu sắc xe, thủ tục trả góp như thế nào cứ để lại số điện thoại hoặc là liên hệ 0372 037 437, em Hiếu tư vấn chi tiết cho mình nha. Rồi lý sao Hiếu sẽ gửi đến cho anh chị em mình cái giá cả xe con SH lớn đó. Đó, SH lớn 160-125, giá cũng đang rất là mềm. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh để xem nhiều cái mẫu xe mới trên thị trường cũng như là cập nhật giá cả trong tháng nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video.